Chuẩn bị nè bạn, rồi bơi nè. Vô quá dữ rồi, quá dữ rồi bạn ơi. Quá dữ nha bạn. Quá dữ rồi bạn ơi. Quá sùng. Quá dữ thiệt. Con khúc à. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Thì hôm nay anh em sẽ đi quay là giọt ghe ngò nha bạn, là của chùa Nha Sĩ Cửu bạn ơi. Thì hôm nay là giọt là nước rút nha bạn. Hôm qua thì cũng có giọt rồi nhưng mà anh em mình hôm qua là không có đi quay được nha bạn. Thì giờ anh em sẽ tiến ra ngoài chỗ đó rồi quay cho bạn xem là chùa Nha Sĩ Cửu giọt cái làm sao nha bạn. Giờ thì mời bạn theo chân hai anh em đi nha bạn. Rồi thì đây là chiếc ghe ngò của chùa Nha Sĩ Cửu nha bạn. Bạn có thấy là người ở đây rất chi là khá đông nha bạn. Các bạn có thấy để ý mà cái ghe ngò là rất chi là dài luôn bạn. Có cái mấy cần câu ở chính giữa xuồng đó bạn, mình không biết kêu khoảng gì nữa bạn ơi. Giờ người ta sẽ bắt đầu vào cột vô cho cố định chắc chắn hết rồi sẽ đem ra giật nha bạn. Đang cố định lại mấy cái đó này bạn ơi. Xíu nữa thì mình sẽ quay cái cảnh là chùa Nga Si trụ của giật nha bạn. Đó thì ta đang cố định cái đầu và mũi xuồng nha bạn. Thì đây là cái qua Phạm Quốc Hải nha bạn, YouTuber Phạm Quốc Hải đây bạn, quay về chia về máy cắt rồi đó bạn. Giờ ghe nó bắt đầu đi nha bạn. Giờ tiến ra ngoài chỗ giật thôi bạn ơi. Hình như là theo mình biết là bữa nay là giờ còn một ngày nữa là kết thúc nha bạn. Đây là ghe của chùa Nha Sĩ Cửu nha bạn. Khá dài luôn mày ơi. Giờ thì ta đã bắt đầu tiến ra ngoài chỗ giật nha bạn. Giờ hiện tại là bắt đầu đi ra. Giờ hiện tại là bắt đầu đi ra ngoài chỗ giật nha bạn. Giờ thì anh em tiến ra ngoài chỗ giật bạn ơi. Mới có mấy dầm hả mẹ? Rồi có người sao bẻ lái cho nó qua cái cua phía bên đây nha bạn. Giờ đã bắt đầu đi nha bạn. Các bạn thấy vừa có mấy dầm mà các bạn thấy nó giọt quá giọt nha bạn. Hãy chạy qua chỗ trống hút chỗ trống, qua chỗ trống quay cho bạn thấy.
Đây bạn ơi, quá giọt rồi nha bạn. Đây là mới có khoảng 30% công lực thôi nha bạn mà nó đi quá giọt bạn ơi. Qua cái hẻm cái cua nha bạn, đây có một cái cua bạn ơi. Rồi qua cua ngon lành nha bạn, rồi ngon lành nha bạn ơi. Rồi hiện tại là bắt đầu là đang tiến thẳng tới cái chỗ vợt nha bạn, bạn có nghe tiếng còi không bạn ơi? Giờ là đang tiến tới nha bạn. Quá giọt nha bạn, mới có nửa gà, chừng nửa gà nên thôi mà quá quá đi các bạn ơi. Đây bạn thấy quá đi không bạn? Rồi giờ tiếp tục nha bạn. Mưa thì mưa chứ vẫn bơi đi đến địa điểm để giọt nha bạn. Các bạn ơi, thời tiết hiện tại là khá xấu nha bạn, tại vì đột nhiên mưa nha bạn. Giờ thì anh em đang đột mưa bạn ơi. Đây nha bạn, đang đi nha bạn. Quá khá sung nha bạn. Giờ thì em sẽ đợi hết mưa rồi cuốn ra ngoài chậu giọt nha bạn. Mưa khá lớn luôn mẹ. Rồi giờ chuẩn bị bắt đầu bơi vợt nè bạn ơi. Giờ chờ nghe hiệu lệnh nha bạn. Chuẩn bị nha bạn ơi. Đợi tiếng còi là bắt đầu bơi nha bạn. Rồi bắt đầu nè bạn ơi. Quá đi nha bạn, quá giọt nha bạn ơi. Rồi quá giọt bạn ơi. Rồi quá đi nha bạn ơi. Thôi trời nó giọt kìa bạn ơi. Nhìn kìa bạn. Lẻ thiệt trời. Quá giọt nha bạn. Giọt quá bạn ơi. Nè còn thiếu người nữa nha bạn. Cái này không thiếu là đi cỡ nào bạn ơi. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Ủa mà sung ghê đó là lẹ là có la. Quá dữ, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Cái này quá dữ quá nha bạn. Quá khủng khiếp. Theo hai. Bơi quá dữ nha bạn. Bơi chưa vào chưa trong vòng nhà khoảng 1 phút là tới đẳng rồi đó bạn ơi. Ý là còn thiếu người nữa. Từ vị trí khu vực cây cầu này mà đi tới khúc tuốt đẳng cũng khá xa nha bạn. Cũng cỡ 200-300m đó bạn ơi. Quá xa nha bạn. Bơi quá khủng khiếp chùa Nha Si cũ nha bạn. Rồi giờ nó bắt đầu bơi lại nha bạn. Các bạn thấy mấy cái ghe mà không bạn? Quá trời ghe nha bạn. Quá trời đều quá bạn ơi. Nè mới xuống tập khoảng được 1-2 bữa thôi nha bạn. Hôm qua cũng giật, hôm kia cũng giật nữa bạn. Hiện tại là giật được 2 bữa, ngày hôm nay là ngày thứ 3 nha bạn. Này chắc sống quá chắc. Quá sung nha bạn ơi. Quá đã bạn ơi. Đây là còn thiếu khoảng vài người nữa nha bạn. Quá bờ nha bạn, thì mình đang đứng khoảng cách là trên cây cầu sắt nha bạn. Quá bơi quá dữ các bạn ơi. Giờ hiện tại là đang chờ người xuống thêm nha bạn. Còn thiếu khoảng vài người nữa mà quá giọt nha bạn. Đây là toàn bộ cái ghe ngò mà của Nha Si cũ nha bạn. Đây bạn ơi, người ta khá đông luôn nha bạn. Đây, đây là có hội tụ những YouTuber như là Phan Quốc Hải rồi nữa nha bạn. Kênh 200 mấy ngàn sub nữa nha bạn.
khá đông luôn mày ơi. Giờ đang bơi nha bạn, khúc này thì mình không có quay thấy được mày ơi. Chạy được hả? Giờ để mình lên cầu nha bạn. Rồi giờ hiện tại là bắt đầu là bơi tiến tới nha bạn. Quá giọt ha. Này là bơi có sóng rồi luôn nha bạn. Này giọt quá. Bơi đều quá ha. Quá đều nha bạn. Nhìn cái càng cái má dầm bơi quá đều luôn nè. Đang tiến tới nha bạn. Đó bắt đầu đang tiến tới đó bạn ơi. Đang tiến tới nha bạn. Đó bạn ơi, bắt đầu quá giọt nha bạn. Bắt đầu giọt nha bạn. Quá giọt bạn ơi. Quá giọt này. Quá giọt nha bạn. Giọt. Quá ghê. Con của bác ơi, bắp nấu đi. Quá ghê nha bạn. Quá ăn mừng nha bạn ơi. Giọt ha. Quá ghê. Chưa nữa, quá giọt. Ta bắt đầu bơi giật vòng tiếp theo nha bạn. Đang giật tới đó bạn ơi. Mới bơi tà tà nha bạn, chưa có rút nè. Tới khoảng gần tầm cây cầu này là mới rút. Quá sung ha. Quá đều nha bạn. Quá đều bạn ơi. Quá dữ. Gần khoảng tới chỗ mấy cái xuồng nữa đó, bắt đầu là nước rút đó. Khoảng tới chỗ độ cái xuồng này đâu rồi. Tới độ cái xuồng này là nước rút nha bạn. Này dắt xíu bơi vòng lại quá. Quỳ của mấy anh nha bạn. Giờ quay đầu lại nha bạn. Lực. Ngày nào nấy lực mới bơi cái này nổi chứ. Quá lực. Này là cấp dài lắm nha bạn. Đang quay đầu đây bạn ơi. Cái mũi là phía đây nha bạn. Cái lái là sau đây.
Rồi giờ chuẩn bị là đi nha bạn. Đây cái quả sùng hả, nhìn nào lấy sùng quá ha. Lực lắm bạn ơi. Người nào đấy là lực lắm mới bơi nổi cái này nè. Này là mới giật trước thôi đó. Vô tôi thấy chuẩn bị nè bạn. Rồi bơi nè. Vô quá dữ rồi, quá dữ rồi bạn ơi. Quá dữ nha bạn. Quá dữ rồi bạn ơi. Quá dữ thiệt, con khúc rồi. Hello xin chào bạn. Chào bạn. Thì hôm nay anh em sẽ đi quay là giọt ghe ngò nha bạn, là của chùa Nha Sĩ Cũ bạn ơi. Thì hôm nay là giọt là nước rút nha bạn. Hôm qua thì cũng có giọt rồi nhưng mà anh em mình hôm qua là không có đi quay được nha bạn. Thì giờ anh em sẽ tiến ra ngoài chỗ đó rồi quay cho bạn xem là chùa Nha Sĩ Cũ giọt cái làm sao nha bạn. Giờ thì mời bạn theo chân hai anh em đi nha bạn.